với lòng tôn kính thể hiện tấm lòng tri ân, nhớ ơn Đức Tổ Sư khai sáng Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam. Hàng năm, đến ngày 27 tháng Giêng âm lịch, Ni Sư Thanh Liên, trụ trì tịnh xá Ngọc Định, tọa lạc tại phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, đã thành kính tưởng niệm Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang vắng bóng. Sáng ngày 27 tháng 2 năm 2022, tỉnh xá Ngọc Định đã tổ chức lễ tưởng niệm 68 năm Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang vắng bóng. Quang Lâm chứng minh có Hòa Thượng Đạo Hiệu Giác Trí, Giáo Phẩm Hệ Phái, Tri Sự Phó Giáo Đoàn 3, trụ trì tỉnh xá Ngọc Sơn, huyện Tuy Phước. Thượng tọa Giác Trực, Ủy viên Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Định, trụ trì tỉnh xá Ngọc Nhơn, thành phố Quy Nhơn. Đại Đức Giác Tâm, Ủy viên Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Định, trụ trì tỉnh xá Ngọc Long, cùng Chư Tôn, Thượng tọa, Chư Đại Đức, Tăng, Ni và trên 100 thiện nam tín nữ Phật tử về tham dự. Hòa Thượng Chứng Minh đã dâng hương cúng dường một phút tưởng niệm và sau đó cung thỉnh Thượng tọa Giác Trực cung tuyên hành trạng của Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang. Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang, vị khai sáng Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam thế danh Nguyễn Thành Đạt, tự Lý Hường, sinh ngày 26 tháng 9 năm Quý Hợi, tức là ngày mùng 4 tháng 11 năm 1923, tại làng Phú Hầu, Tổng Bình Phú, quận Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Đạo Phật du nhập ở Việt Nam trên dưới 2.000 năm và đã thâm sâu trong lòng dân tộc Việt. Còn giữa thế kỷ 20, tại miền Nam nước Việt, Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang phát bộ đề tâm với chí nguyện nối truyền Thích Ca Chánh Pháp, khai sáng Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam, nay là Đại Phái Phật Sĩ, thành viên Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam. Ngày 1 tháng 2 năm Giáp Ngọ 1954, với 32 tuổi đời, vừa tròn 10 năm tu tập, chứng ngộ và an khỏi, Đức Tổ Sư phát tâm đến ngày nay. Từ đó, hàng năm vào ngày 1 tháng 2 âm lịch, hàng môn đồ đệ tử Tâm Ni Xuân Gia và thiện nam tín nữ Phật tử tại gia đồng giác tâm thành kính thăm viếng tâm hương tưởng niệm ơn đức khai sơn sáng lập và ôn lại cuộc đời đạo hạnh Tổ Sư. Chỉ trong 10 năm tu tập và hành đạo, năm 1944 đến năm 1954, Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang đã dựng lập được một truyền thống Phật giáo khất sĩ với hơn 20 ngôi tịnh xá, 100 đến 120 tăng ni và hàng vạn tín đồ Phật tử. Từ năm 1954 đến năm 1975, hệ phái phát triển trong lòng dân tộc. Tới năm 1975, đánh dấu con số 250 ngôi tịnh xá với khoảng hơn 1.500 tăng ni. Hệ phái khất sĩ cũng là một trong 9 tổ chức hệ phái Phật giáo thành viên sáng lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Có chúng con đề ngũ đức như thành đẹp đường giáo pháp đức Phật qua sự hướng dẫn vị này tu tập của Tổ Sư Minh Đăng Quang, con đức sau này
Lời đạo từ chứng minh công đức trong buổi lễ của Hòa Thượng Giác Trí, Tri Sự Phó Giáo đoàn 3 đã tán thán tinh thần hiếu đạo tri ân của Ni Sư Thanh Liên, trụ trì tỉnh Sáng Ngọc Định, chư Tăng Ni quý Phật tử đã về tham dự lễ tưởng niệm, đồng thời chia sẻ ý pháp, tư tưởng, thừa kế, phát huy. Tứ chúng nguyện xin noi dấu chân Ngài hoàn truyền chánh pháp tổ xưa trao truyền. Sau thời pháp thoại, chư Phật tử dân kinh Tam Bảo và xướng tụng bài kinh tán tụng công đức tổ sư.